Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ review với các bác một chiếc xe đạp touring tay bằng đi trong phố, full carbon toàn phần các bác nhé, full carbon. Hiệu là Aima, cái hiệu này thì em cũng bán trên kênh nhiều rồi. Thằng này khung nó là hàng công ty đây, xuất Nhật. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe này cho các bác xem nhé. Đây về phần sơn rất là sáng bóng mới, đi rất ít luôn, carbon toàn phần các bác nhé, khung carbon, càng carbon, đè củ đè là củ đè Sora, đùi đĩa Shimano, gạt đĩa Shimano, tay bấm Shimano. Yên rất là đẹp, may ở cầm lá nhẹ, đi vòng cuối đổ bằng cao bài. Bây giờ em sẽ đi vào đo size và kiểm tra phần chuyển động của chiếc xe này. Bây giờ em sẽ đo size của chiếc xe nhé, từ tâm của trục đạp cho đến cái khóa cọc yên là size 50. Đấy, 50. Và từ tâm của cọc yên cho đến tâm của cổ phốt là 48. Cái con này nó cao thân nhưng mà nó ngắn phần ngang. Thì tự chung lại con này nó phù hợp cho các bác vào tầm 1m63, đổ đến 1m69, 7m7, 1m68, 1m69 đến 1m63 là phù hợp cho con này, phù hợp với chiều cao. Cho ta kiểm tra cái bộ phận chuyển động của chiếc xe. Vành cối đổ các bác nhá. Giờ em sẽ lên líp này. Đấy, bấm phát nào lên phát đấy. Bộ chuyển động rất tốt. Xuống này. 8 lít 3 đĩa cho xe 24 tốc độ. Phối đổ 2 giờ đó bác, phối đổ quá hay luôn. Giá bán của chiếc xe thì em sẽ đề ở phần mô tả của video, các bác nhấn vào mũi tên trỏ xuống để xem giá bán. Quá bon cả ấy luôn, đi vòng hết rồi, xe bon và rất trớn. Giá bán của chiếc xe này em sẽ để ở phần mô tả. Các bác nhấn vào mũi tên trỏ xuống để xem giá bán. Giá là 10.800.000. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Thì các bác nhớ đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái tin bán xe mới nhất em đưa lên trên kênh nhé.